phía trước có người đang gọi cứu mạng. Đi qua xem thử. Cứu mạng! Giết người! Khương lão đầu kia rất quái, nhưng mà cháu gái hắn ở ngay phía trước. Gần đây được một pháp bảo, nếu người muốn mang rượu tới rồi. Mở hệ thống pháp bảo, thăng cấp pháp bảo, bách chiến bách thắng. Tiểu tử này thật to gan, hôm nay lương gia ta sẽ ngươi làm người. Xin dừng bước, ta có bức tiên đồ muốn cùng thiếu hiệp hữu duyên. Thông qua tu chân lộ, giải phóng tu chân minh văn, tu luyện thành tiên. Trời ban thiếu hiệp nhìn kỹ hắn nói cho đi nghe. Nghe nói người phú quý cứ bị tuyệt thế mỹ nhân. Ôi, lưu cũ là nơi mà người có thể tùy tiện xông vào hay sao? Người mau đi thông báo quản sự xem có nhất thiết phải xem trọng thi hương cách. Tiểu tử từ đâu tới mà dám giả mạo hạ nhân? Người đâu? Đánh hắn!